viên cái việc mà có cái trách nhiệm ở đây này không của mình là bàn giao cho khách, cho nên tôi cũng xem là năm nay nó cảm thấy mình quá. Chứ còn đây cách đây cũng chỉ 200 mét, cũng hàng trăm cái bày ra loa nông âm đi, cũng ba lô giảm để trong nhà, nhưng mà mình không thích. Dạ. Thế cái ngày này nó trung tâm thị trấn. Dạ. Quan trọng là yêu quý và tin tưởng chúng con, còn cái tín nhiệm của các anh không, nó ra kết quả của sản phẩm. Dạ. Mình mua đây nhưng mà còn một hai cái cháu nó cũng đòi mua, nó ông cứ về ông xem thử xem thấy tình hình như thế nào, mà thì ta cũng dẫn đầu trước thử nghiệm. Thế thì chắc chắn là bắt cho chú xong thì chúng con lại sẽ rồi, được phục vụ gia đình nhà mình. Thế cho mình thử nghiệm trước và được phải ta cái đi tiền xong. Dạ. Chào các bác anh em nhá. Anh em chú em đang có mặt tại thị trấn Thanh Miện, Hải Dương, lắp đặt cho nhà chú Mạnh một bộ dàn karaoke. Đây là chú Mạnh. Địa chỉ đây là số nhà 02 ngõ phố Chiến Thắng, Thanh Miện, Hải Dương. Chào cô. Cô đang đan cái gì đấy cô? Chân ngựa vàng mã này hả cô? À. Nhà mình chỉ chưa làm này hả cô? Vâng. Đấy, chú mày chỉ thích cái bộ loa thôi. Thế à? Không biết rồi đây nào khác. Mua bao nhiêu loa ấy mang về để ở cuối kia rồi. Tí cô hát thử bài. Cô tao có biết hát. Yeah. Thế tí con hát tặng cô bài cô nghe. Đúng rồi. Cô hát nghe. Vâng. Chắc chắn là sẽ hay rồi. Ông này thì ông thích hát lắm. Vâng. Ở nhà ông chỉ đi hát thôi. Dạ. Ông nhà ông muốn ở nhà hát, ông không hát ở đâu, ngồi trong hát nhà ông buồn. Đúng rồi. Nó là cái món ăn tinh thần. Ta sẽ vào tham quan cái không gian lắp đặt bộ dàn nhà chú Mạnh. Ồ, rộng đẹp quá, nhà đẹp quá chú. Đi nắp ngắm nhà nó hoành tráng này. Tụi tôi quay trong ngắm nhà. Nhà đẹp thế này. Đây thì chỉ là nông thôn thôi. Ui, nông thôn đẹp, đẹp hơn thành phố chúng cháu. Này thì sao vậy? Còn một cái trầm ở góc này, đặt cái loa lên cái trầm. Đặt cái loa lên cái trầm, đúng không? Có đặt lên đây không? Thôi đặt ngang, đặt trầm, đặt trầm lên đây. Thôi đặt lên trầm chứ, đặt lên trầm. Cái thiết bị theo con là để lên trên hơn chú ạ. Để lên trên, bởi vì đằng sau vừa. Đằng sau của mình nó thoáng. Nó có cái quạt gió, cái tản nhiệt. Hãy subscribe.
hết chi nhiều khi trái tim người đã không thuộc về ta.
niềm thương mến đó bây giờ mà tin đời, dù gió mưa gian sao còn đẹp như khi quen nhau. Cho nên là rất chân thành cảm ơn công ty của
và mẫu mã thì là chuẩn luôn theo như chú xem. Nhất trí rồi. Phong xem tốt nhất là các loại mẫu và thế thì phong cách phục vụ của anh em chúng con là từ khâu bán hàng đến anh em kỹ thuật về lắp cho chú thì chú đánh giá rất chuyên nghiệp và nhiệt tình. Vâng, nhiệt tình nhớ, nhưng mà giả sử như sau này nó có cái trục chặt gì đấy thì mình cứ gọi qua Zalo xong là... Cái này thì có vấn đề gì thì chú gọi một là Zalo cho con là người kỹ thuật về lắp trực tiếp cho chú. Quay vào đây thì mình biết. Hoặc là chú gọi điện cho số hotline sẽ có những kỹ thuật hướng dẫn và sử dụng chú. Thì đấy, thì nó thì chú video là không có cái cảm mới đầu thôi, mới là mới đầu rồi, sau khi đã quen rồi. Thế thay mặt công ty thì con cảm ơn cô chú và chúc gia đình nhà mình nhiều sức khỏe, có nhiều những cái giây phút thư giãn và trải nghiệm bên những bộ giảng của Hoàng Long chúng con. Cũng mong muốn là khi mà lắp được chú rồi, chúng con lại tiếp tục về đây phục vụ bà con hàng xóm đây, anh em bạn bè gia đình nhà mình nữa. Mong muốn là chú giới thiệu giúp đến Hoàng Long chúng con. Ừ, nhất trí. Anh em cơ mà tập trung ở đây hát đấy. Vâng. Các cháu cứ vâng ạ. Cháu hát rất là hay, phục vụ rất là nhiệt tình và thấy chú đáo. Vâng. Nên là mình cũng là cô các cô để chú là ở nông thôn nữa. Vâng. Biết được các cháu không chỉ bảo tận tình là các cô chú mới biết được chứ không lúc gì cũng chẳng biết đâu. Vâng. Một lần. Cho nên là tôi thì chờ ông ấy già ông ấy thích hát quá thì các cháu sẵn được mang về đây được ông ấy sắm rồi đâu rồi thôi là cháu cứ lắp đặt cẩn thận. Vâng. Chú cháu là làm hết bằng cả khả năng lương tâm nghề nghiệp của chú cháu. Vâng, thế là... bây giờ là nó toàn bộ nó là cái công nó là cái kỹ thuật số mới, cho nên là hướng dẫn chú là quay hết toàn bộ những cái video hướng dẫn rồi. Vâng. Còn có vấn đề gì thì chú cứ lưu cái số của cháu. Cấp có vấn đề gì chú gọi cho cháu nhớ cái số đấy. Vâng. Cái số cháu gọi là chú hỏi được em không nhanh